Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Phước Lập của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha. Thì ở ngay mặt tiền view sông này nè, có một miếng đất vườn đang bán, trong đó có một căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ luôn. À, với tổng diện tích là khoảng 5.900 m², chủ kêu giá là 2.8 tỷ. Đó, giá cả thì mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ luôn ha. Nhà của mình là sẽ được mặt tiền view sông này nha. Đó, sông này là sông lớn luôn ha. Rất là tuyệt vời luôn. Thì miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị á, là cái miếng đất nằm ở phía bên đây nè, đó là nhà của mình luôn á. Đó, được nhà mình được mặt tiền view sông cho nên là nó rất là mát mẻ luôn á. Thì miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là nằm ở bên đây ha. Đó, thì ở bên cái phần đất ở bên sông mé bên đây nè là của mình được sử dụng luôn nha. Mình có thể trồng trọt, nói chung là mình thích cây gì thì mình trồng vô đó vẫn được luôn. Nó là mình được sở hữu luôn nha. Rồi còn miếng đất của mình á, cái mặt tiền này á, bề ngang là 10m2. 10m2 là mình sẽ được tính tường ở chỗ cái khoảng này nha. Nó là khoảng giữa cái mương này nè. Mình đo dài qua bên đây thì nó sẽ nằm tới ngay chỗ cái khoảng này. Đó là 10m2. Rồi xong rồi từ đó sẽ chạy dài vô khoảng 30m là đất của mình sẽ nở hậu ra hai bên nha. Đường này á là đường xe ô tô vô tới luôn. Thì nếu như mà mình có hai hướng đi, nếu mà mình đi hướng ở dưới đây á, là mình sẽ đi ở khu công nghiệp Long Giang lên. Còn mà mình đi ở cái hướng trên đây là mình đi ở thị trấn Mỹ Phước đi xuống nha. Đó, đường là đường xe ô tô luôn. Em sẽ đi dài dài ở phía sau cho anh chị xem ha. Đây anh chị có thấy cái mương nhỏ này không? Cái mương này là phân nửa đổ qua đây là của mình, còn phân nửa bên đây đổ về bên đây là của hàng xóm ha. Phía trước thì chủ có trồng mấy loại, cây này hình như là cây mãng cầu nè ha. Nó có nha đam, thì trồng kiển, trồng rau đồ ha. Hình như cây đó là cây bơ nữa. Đó, nói chung là có đầy đủ hết. Vườn của mình thì hiện tại là em thấy đang trồng mít, trồng dừa với lại trồng mấy loại cây kiển. Đó, chủ sẽ để lại căn nhà này cho mình luôn. Nhà thì em thấy rất là đẹp luôn. Em sẽ đi vô trong nhà trước rồi em sẽ đi ra ngoài vườn ha. Đây, ở phía ngoài là dán gạch lên tới nóc luôn ha, có đóng la phong luôn nè. Nhà thì rất là kiên cố, còn rất là mới luôn. Mình vô là mình ở thôi chứ mình cũng không cần sửa sang gì nữa đâu. Dạ, phía trong nè, nó có đóng la phong luôn ha. Rồi có dán gạch luôn, thì hai bên là có cửa sổ. Đó, cửa sổ rất là thoáng luôn ha. Đây, ở đây là sẽ được một phòng ngủ nha. Đó, phòng ngủ của mình là có lỗ thông gió luôn ha. Có đóng la phong, có dán gạch là đầy đủ hết luôn. Xong rồi ở bên đây sẽ có một cái cửa sổ để nhìn ra bên hông luôn. Rồi xuống tới dưới đây sẽ là nhà bếp nha. Đó, không gian nhà bếp của mình ha. Dạ. Đây, đây là không gian nhà bếp của mình ha. Chỗ nấu ăn rồi có cái lỗ thông gió để gió lùa vô là rất là mát mẻ ha. Rồi phía sau là toilet, xong là mình sẽ đi thông ra phía ngoài vườn luôn. Đó, anh chị xem nè, phía sau đây là sàn nước ha, nấu ăn đồ nè, rửa chén đồ ha. Rồi mình sẽ đi thông ra đây. Rồi để em đi vòng lên, em lấy đôi dép rồi em sẽ quay cho anh chị xem ha. Thì trong đất của mình á, là không có màu mã gì hết nha. Nhưng mà ở bên hàng xóm á, thì em thấy có. Nhưng mà nói chung là nằm cũng cách xa đất của mình lắm. Thì ở đây á, trung bình mà mình đi chợ đồ á, thì chú có nói là tầm khoảng 3-4 cây số thôi, thì nói chung là cũng rất là gần luôn. Nếu như mà mình đi xe máy thì cũng tầm khoảng 5 phút là tới rồi ha. Chợ, trường học hay là ủy ban đồ đó. Đây, cái mương ranh này nè, là phân nửa là của bên mình, còn phân nửa bên kia là của bên hàng xóm ha. Đó, dừa thì cũng sắp lớn rồi, cũng chuẩn bị cho trái rồi ha. Đó, bên hông này mình còn một khoảng trống nè. Đó, có đu đủ nè ha, có mít nè. Đây, đất của mình chạy dài xuống dưới đây nè anh chị.
Đó, chạy dài xuống dưới đây xong là bắt đầu sẽ nở hậu qua bên đó. Đó, chạy dài xuống đây rồi nở hậu qua tới mí bên đó luôn ha. À, trong đất thì em thấy có phía sau đây là trồng rau nữa nè. Anh chị xem cũng đủ loại rau luôn á nha, nhỏ nhỏ vậy chứ rau nhiều lắm nha. Đó, có diếp cá nè, bạc hà nè, rau răm nè ha. Đó, đầy đủ luôn, đâu có thiếu cái gì đâu. Có bông mồng tơi đồ luôn kìa. Rồi có mía nè ha, có chuối luôn. Đó, cái còn cái mương ở đây, ở bên đây của mình nè. Tới ngay chỗ cái khoảng cây chuối này nè là bắt đầu mình sẽ nở ra. Thì cái mương này nè là mình sẽ được 2/3 nha. Từ bên đây tính qua là 2/3 là của mình, còn bao nhiêu đổi gì bên kia là của hàng xóm. Đó, thì đất mình chạy dài xuống đây bắt đầu sẽ nở hậu ra hai bên. Nở hậu ra là chú nói là khoảng 33 mét á anh chị. Xong là sẽ chạy dài xuống dưới kia luôn. Đó, để em đi dài dài trong đây cho anh chị xem thử ha. Thì nói chung là tổng diện tích đất của mình á là 5.900 mét vuông. Đất thì cũng vuông vức chứ không có xéo đâu nha anh chị. Thì khi nào mà mình đi xem trực tiếp ở ngoài á, chú chủ đất sẽ dẫn mình đi để chỉ rõ ranh giới cho mình luôn. Khi đó thì mình sẽ dễ hình dung hơn ha. Nó của mình là nở ra là tới cái mí cây dầu gió bên đó luôn á nha anh chị. Là em thấy là được một clip nè, hai clip nè, với một clip em đang đứng đây nữa là ba clip ha. Thì giữa hai clip là sẽ có một cái ao. Đó, cái ao là để chứa nước tưới tiêu ha. Đây, trong đất thì có dừa nè, có chuối nè ha. Rồi có mít, có mai nữa. Nói chung là trồng mai kiểng nè, trồng bông trang nữa. Tổng diện tích là 5.900 mét vuông. Chủ kêu giá là 2 tỷ 8. Trong đó là có tặng cho mình một căn nhà cấp 4 luôn. Nhà cấp 4 đó thì em thấy còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Mình vô thì mình sắm nội thất là mình ở được rồi, mình không còn phải sửa sang gì nữa ha. Trong cái sổ đất của mình là có 4 cuốn. Thì trong đó có 2 cuốn là em thấy đất cây hàng năm, còn 2 cuốn là đất lúa nha. Nhưng mà đất lúa là cái này là sẽ lên cây lâu năm được á. Khi nào mà anh chị mua cái này nè về, anh chị có thể gộp chung lại một cuốn sổ luôn ha. Tại vì nói chung là đất của mình là cũng vuông vức chứ không có xéo. Mặt tiền bề ngang 10 mét. Bề ngang 10 mét, xong cái chạy dài xuống tầm khoảng 30 mét là đất của mình sẽ nở hậu ra. Nở hậu ra là khoảng 30-33. Nó xong mà chạy dài tuốt dưới kia luôn. Đó, hai bên đó là trồng hai hàng dừa nè, rồi còn cái hàng chính giữa sẽ là hàng mít ha. Rồi chú chủ đất có trồng sen như là trồng mai với lại bông trang đỏ. Nó bề ngang đất của mình là tới cái mí cây dầu gió bên đó ha. Còn ở bên đây thì sẽ là cái mí mương. 1/2/3 mương này sẽ là của mình. Đó, bên hàng xóm thì em thấy có mã nha, nhưng mà trong đất của mình là tuyệt đối là hoàn toàn là không có luôn. Nói chung là đất của mình là nhà của mình là xe ô tô dơ tới luôn ha. Đi chợ, đi trường học, đi ủy ban á, trung bình là cũng tầm khoảng 5 đến 7 phút thôi. Đất là đang trồng mít, trồng dừa với lại trồng mấy loại cây mai kiển, bông trang kiển để bán đồ nha anh chị. Đất thì cũng khá là cao ráo luôn chứ không có thấp đâu. Dừa thì cũng chuẩn bị cho trái được rồi. Đó. Chiều dài của mình là sẽ tới cái mí cây dầu gió dưới đây nè. Đó. Nói chung là chiều dài dài quá em đi không nổi. Với lại đi xuống tới dưới thì nó hơi dài, sẽ tốn nhiều thời gian của anh chị á. Cho nên là bây giờ em sẽ mở định vị trước nha. Rồi xong em sẽ đi xuống phía dưới. Đây, đất của mình là nằm ở hướng Bắc nha. Đó, đất ở hướng Bắc.
Đây cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nha. Đó thì mình ở đây là mình sẽ là con sông. Mình cách một con sông thì bên kia sẽ là đường tỉnh lộ 865. Đó. Cái này là mình sẽ có hai đường đi. Một đường là mình sẽ đi ở từ cái thị trấn Mỹ Phước. Đây. Một đường là mình sẽ đi từ cái chỗ thị trấn Mỹ Phước mình đi vô nha. Đó. Còn một đường là mình sẽ đi ngay chỗ khu công nghiệp Giao Long đi vô. Đó, nói chung là đường xe ô tô vô tới ha. Thì để em mở chợ. Trung bình mà mình đi chợ là khoảng 4 cây số nha. À, khoảng nói chung là mình chạy xe chậm chậm thì khoảng 7 đến 10 phút á. Nếu như mà mình chạy nhanh hơn thì khoảng 5 phút thôi. Thì em trừ hao luôn á là khoảng 7 phút đến 10 phút nha anh chị. Đây là mình sẽ đi chợ Tân Phước nè. Em nghe chú nói là chú hay đi chợ Bà Bèo á anh chị. Thì chú đi chợ đó là khoảng 4 cây số là tới chợ rồi. À, mình đi ra ở đây mà mình đi ra tới ngay chỗ thị trấn Mỹ Phước đó là xung quanh là sẽ có rất là nhiều trường học luôn đó. Có trường học nè, trường tiểu học thị trấn Mỹ Phước rồi nè, nó trung tâm dạy nghề. Nói chung là từ đây mà mình đi ra tới ngay chỗ thị trấn đó, thì em nghĩ là cũng khoảng 4 đến 5 cây số thì ngay trung tâm thị trấn đó là sẽ có trường học nè, ủy ban hay là trạm y tế, công an hay là quán ăn, quán cà phê, nói chung là đầy đủ hết luôn á. Trung bình mà mình đi là từ 7 đến 10 phút là tới ha. Đó. Đây gần mình thì cũng khá là nhiều trường học luôn. Rồi để em xem nha. Từ đây á, mà mình về tới thành phố Mỹ Tho. Thì từ nhà mình mà mình về tới thành phố Mỹ Tho là khoảng 27 cây số. Mình đi xe là khoảng 40 phút nha. Đó. Còn từ đây mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, trung bình là khoảng 68 cây số. 68 cây số mình đi xe là khoảng 1 tiếng 40 phút luôn. Nếu như mà anh chị ở Sài Gòn về á thì mình tới ngay chỗ khu công nghiệp Long Giang á, mình đi cái hướng ở khu công nghiệp Long Giang lên á thì sẽ gần hơn là mình đi một vòng vô trong thị trấn Mỹ Phước rồi mình vòng xuống ha. Nói chung là cũng có khá rất là nhiều đường đi. Thì khi nào mà anh chị đi xem á thì bên em sẽ có người chỉ đường rồi sẽ dẫn anh chị đi. À để em cho anh chị xem nè. Mình ra tới ngay chỗ thị trấn là sẽ có đầy đủ hết luôn nè. Này nó ở chỗ thị trấn nè ha, trung tâm văn hóa nè, chợ nè, bưu điện nè ha. Nó ngay đây là sẽ có chùa luôn, có trường học luôn ha. Rồi. Đó. Bảo hiểm đồ nè, bảo hiểm xã hội đồ nè ha, nó. Tòa án đồ luôn ha. Công an rồi luôn nè ha. Nói chung là đầy đủ hết luôn. Thì ở đây mà mình ra tới thị trấn thì khoảng 7 đến 10 phút thôi. Thì ra ngay thị trấn là sẽ có đầy đủ hết luôn ha. À em đi một lát gần tới cuối đất luôn rồi nè. Đó, cuối đất mình là tới ngay chỗ cây dầu gió này nè. Rồi thì em xin nhắc lại ha. Tổng diện tích đất của mình á là 5.900 m². Thì chủ kêu giá là 2.8 tỷ. Trong đó là có một căn nhà cấp 4 nho nhỏ luôn, là chủ tặng lại cho mình luôn. Nhà của mình là sẽ được mặt tiền view sông ha. Sông này là con sông lớn luôn. Có để em xem con sông này là tên gì. À con này là con kênh Nguyễn Văn Tiếp nha anh chị. Đó, con kênh này của mình là có tên Nguyễn Văn Tiếp luôn. Thì đất của mình mặt tiền bề ngang là sẽ là 10 m ha. 10 m xong là mình sẽ chạy dài vô tầm khoảng 30 m nữa là đất của mình sẽ nở hậu ra. Nở hậu ra khoảng 33 là xong là đất của mình sẽ chạy dài xuống luôn. Nói chung là đất là em thấy cũng khá là vuông vức ha, khá là đẹp luôn. Thì trong đất là đang trồng mít với lại trồng dừa. Trồng mấy xong rồi chú chủ đất có xen mấy loại cây kiểng như là mai hay là bông trang gì vô nữa đó. Thì anh chị nào mà thích miếng đất này á thì anh chị liên hệ với chị Quyền Trang rồi sẽ có tụi em dẫn mình đi xem đất ha. Đây ở dưới ao thì chú sẽ trồng súng rồi nuôi cá nè.
Đó, đất của mình là tới cái mí dầu gió đó luôn. Đó, thì xung quanh anh chị xem nè, dừa bên đây thì nó sẽ còn nhỏ hơn, dừa với mít bên đó là nhỏ hơn ha. Bên đây thì nó lớn hơn rồi, em nghĩ chắc cũng khoảng sang năm là có lưỡi mèo là có trái rồi. Ao thì có thể thả cá nuôi cá ha. Rồi thì ở đây thì cũng gần với trung tâm của thị trấn Mỹ Phước, cho nên là mình ở đây thì cũng đi chợ rồi cũng rất là tiện ha. Rồi em cảm ơn anh chị đã xem video của em nha.